Ok, hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy chú cháu mình nha mọi người. Chào mọi người, mình là Kẹt. Chào mọi người. Này, chào mọi người nè. Chào mọi người. Bữa nay thì mọi người, thì bữa nay thì mấy anh em Kiệt thì có mần một con gà. Thì gà này gà đá nha mọi người, gà đá của Kiệt đó mọi người. Giống như gà nhà Kiệt là nuôi gà đá nha mọi người, mà kiểu như là con nào không đá mà mặn đó. Không, kiểu như không có đá con nào không bán á, con nào mà dở dở thì xem mua quất luôn. Còn mấy con nào mà dữ dữ thì bán cho người ta thì mình đi đá mọi người. Đó. Mình hai mới đi hui con gà xong mọi người. Thôi tay nghề hơi yếu nha mọi người. Hui một cái nó đen hai cái giò luôn. Đó, để anh hai Kiệt mần xong đi mình quay cho mọi người coi chứ cái cảnh mần gà này là không có quay được nha mọi người. Hồi đó có mình chú Kiệt nhậu mắc chết rồi, nay về thêm chú Hoàng nó trời ơi nhậu chuyến này chắc đi thi liên tỉnh luôn. Ủa? Chú kêu mần gà ăn chứ tao có kêu mần gà nhậu đâu. Ủa vậy hả? Vậy là con tự con sứa con luôn hả? Mày cố tình mày kiếm chuyện không à? Vậy không. Là con bài nữa hả? Nghĩa nó cố tình nó kiếm chuyện không à mọi người, chứ mình chưa có nói gì hết á. Chú là chú kêu mần gà là chiếu là để ăn uống không, mình tâm sự nói chuyện đúng không? Cho chú Hoàng, cho chú Hoàng mà nói chuyện lâu rồi, chú Hoàng mày không kiểu như mới lên con clip chưa được nói được nhiều đúng không? À, mỗi lần ấy là tại con hết, lỗi lầm là do con. Tại tao mày. Thôi mà chú Hoàng ơi, mình vô chai hai chai mình nói chuyện ngọt hơn chú Hoàng. Đúng rồi. Thôi để cho anh hai Kiệt mần gà xong rồi mình quay tiếp cho người xem, tại vì cảnh mần gà mọi người cũng biết rồi, YouTube nó quét chết đánh vậy là xong luôn. Mình xin giới thiệu đến mọi người con game là Cao Vinh 68. Giờ mình đổ thịt gà rồi quấy lên cho nó săn chắc rồi lại nghĩa đi chặt mấy trái dừa nữa kìa mọi người. Đổ dừa lên cho nó thơm nữa nha. Chặt dừa để vô cho nó ngọt mọi người. Nước dừa. Thơm rồi đó. Bây giờ mình cho nó vào nha. Nấu thêm nữa. Con chặt vô đây đi nha. Vừa thơm đấy. Chưa hết mà nó đã thơm rồi. Vừa tới rồi. Mấy trái dừa? Để hai trái dừa vô ha. Hai trái hả? Mình cho. Hai trái dừa. Đây có tí hết rồi, hai trái. Mập quá mập rồi, nghĩa ăn bỏ quá nó mập quá. Mập nữa. Dòm lại người ta, dòm nó người ta dòm mình. Chú là chỉ có nửa ký con thôi. À. Đây, mình dép. Bỏ nó vừa luôn chứ vậy. Ừ, để xào săn một cái. Này, nước dừa. Wow. Rồi bây giờ mình cho ớt vào luôn nha. Chị vậy? Ớt vào đây nè. Còn ta đó nghĩa. Ớt vào nước chấm nè. Bữa nay không cho nhậu buồn quá buồn rồi. Nghĩa nó buồn quá trời buồn luôn. Mình mua chai nước ngọt về bỏ đó cái buồn quá trời buồn luôn rồi. Thôi nói chứ lành mạnh bữa đi. Không buồn, không có nạnh hè, không có trận thượng nha. Ăn nhậu ngoạn gái nó không thích. Chơi không có trận thượng à. Cái này mình đẩy luôn được. Rồi bây giờ mình tới bước cuối cùng rồi mọi người. Nêm nếm lại và múc ra thôi. Giờ cho vào mấy bỏ đậu hũ vô. Quá vậy. Đậu vô. Đậu hũ lộn, đậu hũ. Xuống đây đi, mình xuống đây đi. Giờ chuẩn bị bài ra rồi. Xuống đây đi. Đó, mì để bữa nay là ăn hết mì mới về nha. Trời ơi. Mọi người có nhậu ăn hết mì đó chứ bữa nay ăn không chứ không nổi quá nghe. Kệ nó ráng đi, tập tập nó, bù lại. Để tối nay chạy một vòng nữa. Nữa rủ thì nó mau mềm lắm, là nó mềm cái rồi mình vớt xuống nha mọi người. Con nghĩ nó vớt xuống mà nó mềm luôn. Bây giờ anh múc ra nha mọi người. Như vậy. Mà tiết xiết lên coi nghĩa.
múc lần từng miếng rồi năm nào sao? Đâu có, con tính múc đủ rồi mình ăn trước á. Đủ chưa chín không để múc sao? Giỡn thôi mọi người, gieo mà thôi. Giờ múc thịt đi cho nó trống cho nó đủ ngập xuống không? Làm đi xăng xăng rồi vô. Trời ơi, tới giờ ăn mà chín rồi. Tốc độ đi. Kiệt là kiệt phái ăn cái món gà hon này mà nó kiểu như nó múc thịt không nha. Đừng có làm rục quá mọi người, rục quá nó mang nữa, mang nữa, mang nha. Nó đủ nó có lỗ trống nó chui xuống không? Mang mới ngon, múc một nồi luôn mọi người. Nói chung là bây giờ Kiệt với anh hai, Kiệt với Nghĩa sẽ ăn trước thì rồi còn chừa cho cha mẹ Kiệt nha mọi người. Nó mày sao chửi mì rồi còn trong nồi chứ ăn ba chú cháu ăn cũng không hết nữa mọi người, quá nhiều thì ba mẹ Kiệt không có, bữa nay không quay được nên ăn không có kêu ra ăn được, mọi người thông cảm nha. Nó có màu đỏ đâu. À, gà hon bây giờ mình đã lên rồi nhưng mà có cái bữa nay uống nước ngọt thì Nghĩa nó hơi buồn một tí. Kệ nó, có bập đó không, bơi nó đâu còn bập vừa. Giờ mình ăn xong đi rồi tối nay mình chơi vòng kiếm bia thôi, mình không kiếm mồi. Đây mọi người, để mình cũng vô ăn chung con chó vô mọi người, cũng thèm món gà hon này dữ lắm nha. Thôi quay ngồi đi, thôi dành quay mà. Tối này bắt chú quay hoài muốn cho chú ăn vậy hết á, chú quay ngồi được đi không? Chú quay ấy lắm. Ủa, này, mọi chú người quay nha. Đâu cho chú ăn bữa đi. Rồi, tôi mời trước mọi người cục luôn. Trời, cái cục này nó còn cứng nha mọi người. Qua nãy qua này, nãy mình hon mà hon chứ như là mới đựng tới cho còn cứng mới ngon chứ. Hon bột quá nó cũng dở không nghĩa. Ui, làm cái này đi. Cái này gà đá thịt nó dai. Mời mọi người nha. Cục này luôn đi. Cái da của nó thì khỏi nói nó giòn cũng cứng luôn á. Mời mọi người một cục cái này, cái đầu đùi của cái đùi nè. Quá đã mọi người. Ok. Nhưng mà cái nước này nước dừa đủ luôn. Cũng hơi ngọt nha. Rồi. Chấm thử đi. Nhá phải làm sạch sạch cho mới ngon nhỉ. Đúng rồi. Không phải sạch sạch chứ nữa. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Phải món này lắm không? Ừ. Thích món này lắm không? Ăn được cứ ăn đi. Đi như chú Hoàng vậy là ăn không có được đó. Được không? Mày 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 cứ nói tầm bậy hoài ăn. Nè, chú không tình để hỏi chú Hoàng nè, chú Hoàng. Mình vô trỏng mình có này năng chú Hoàng. Trời ơi. Trường trại mình làm như nhà ngoại vậy. Ăn thịt gà hon mới chịu. Thấy chưa? Nghe chưa? Tại vì con chắc chắn con nói sóc chú dùng vài cái nữa chú cũng chém con cái này rồi chú chém ngay con rồi chú đi chứ đâu á. Làm cái cô cũng vậy. Tại mình nghĩ mày nói đau người ta mà. Thôi, nhắc nữa mệt quá. Chuyện nào đã qua, quá khứ mình cho qua đúng không? Mình cứ khơi lại hoài. Mời mọi người nha. Cái thịt nó còn cứng. Cái da nó ngon. Chắc mọi người nào ăn gà đá rồi thì biết rồi đúng không mọi người? Ai mà ăn gà đá thì biết cảm giác nó rồi. Cái thịt của con gà mua mà chợ không có một vé nào luôn á. Nó được một phần của con gà nữa. Ngon. Cái da nó giòn nha. Giòn. Thịt nó dai nữa. Nó cứng. Ngon lắm. Mà đặc biệt nha mọi người. Thằng Nghĩa đó giờ nó phải ăn xương. Thiệt không? Trời ơi, làm chú mới bỏ. Còn tính bỏ nè, nó đem nuốt được luôn. Mà làm hết hồn làm tính làm biết con tệ chứ chú Kiệt. Dẻo thôi mọi người. Cái này cũng không biết làm cái gì ăn mọi người. Thôi chơi bạn con gà nữa mọi người. Mấy con gà này quỷ nó to nó vô nhà nó ỉa hoài à. Nóng tiêu diệt một lần. Gà bữa uống con gà bữa con vậy đó. Làm gì nghĩa nó quá à. Phải liền quá. Mà ăn không hơi trớt rồi chứ. Rồi đây uống ngọt rồi. Vô mọi người. Đây. Uống nước ngọt lấy cái ly này cũng hơi quấy nha. Làm gì? Chút mua bia hay gì lấy cái ly này. Hả? Em nói với con tệ. Tại vì con thèm lắm hay vậy. Con thèm không? Không. Để chúng có nhậu mình quay khúc sai mình ép mình ghép vô clip này mới được. Vô. Không. Nghe ngày nào nó cũng nhậu đâu mà kiếm gì. Năm giàu mưa hả? Chú Hoàng đâu chú mọi người nha. Tâm sự chuyện đó cho con học hỏi về kinh nghiệm được không chú Hoàng? Chuyện gì? Lúc mình hạ trỏng á. Trỏng ví dụ mình có gì vui không ta? Trời đất ơi, ở tù mà vui. Cái tù vui không? Mày đi không? Nghe mà nói cái muốn sức ăn ngọt luôn. Ủa đi tù không vui hả? Vui cái gì đời vậy mà vui.
Một bên đi tù, tao muốn mà đăng ký đi hay gì rồi vui. Ăn cua đang đi tù rồi, đi bắt đi mà. Đi tù thì tổng cũng làm việc ăn uống. Cơm nhà nước khó ăn lắm con ơi. Vui mới chịu. Đâu chú kể nhớ nói mình ở trống mà có chuyện buồn không có chuyện vui ha. Thôi chú giấu hoài. Con nghe mất một lúc kinh nghiệm không? Đi ví dụ con có đi không có nó bậy nó bậy. Bạn bè con có đi con sẽ tâm sự nó, con nói đi qua bước đó là mày đi không được đâu, mày quẹo trái mày đừng nên quẹo phải đúng không? Hắn tâm sự cho mọi người nghe không mọi người? Đúng rồi. Nhưng mà chú nói không có chuyện gì vui hết á. Con thì bây giờ ở trong là sáng phải dậy sớm. Chứ không phải không muốn ngủ giờ nào ngủ. 5 giờ là con dậy rồi đó. 5 giờ con dậy làm gì? Đã bắt con dậy. Ơi. Dậy vệ sinh rồi. 5 giờ dậy sớm mà. Đúng rồi. Trọng có bánh lộn bánh lào không? Bánh lộn bình thường. Bánh lộn tối ngày luôn hả? Ừ. Trọng có bánh lộn. Ngàn con người ta mà sao không có bánh lộn được. À, trong giống như trong tù là tạng là giống như là cũng dân này kia không phải không? Bộ ở tù nó đông dân cư hơn ngoài nữa hả? Sao nó nói chú nói gì ngàn người ta ở trong như vậy? Chứ mày nhắm ở ngoài nhiêu người, ở ngoài trong tù có ngàn người mày là nhiều. Nhưng mà thôi kệ đi. Mà trong đó có người quản lý chứ không có lộn không? À. Đâu có, bây giờ nó đỡ rồi á. Bây giờ là giống như là tiệc đại bàng đại bác rồi bớt hết rồi. Nếu mà sắp thì cán bộ rồi đưa cho đi kỹ lực rồi á. Nhưng mà tới dừng kỹ lực kỹ quýnh lộn cũng trong à. Quýnh lộn xong chịu đi kỹ lực phải không? Tất nhiên. Đi cầm một giò. Cầm một giò hả? Ừ. Cầm là sao? Là nó treo cái giò lên nha, móng cầm được đó. Gan à. À như mày như nghĩa là vô trống tao treo cái giò được cái ngồi cũng được tao treo cái giò nói gì mày ba không chứ mày nghĩ đi như mày vậy mày ngồi đã khó khăn rồi mày treo cái giò thì sao nữa ngồi vậy mà khó khăn gì mày đỡ cái giò anh coi mày dơ được không vậy sao dơ phải một ga chừng gan nè áp lực quá nghĩa mà lỡ có tần lễ hiếp dâm nhỏ nào chắc chết hiếp dâm mà không nổi đâu quýnh nè hiếp dâm giờ 12:20 ở gì nổi vô trống nó thấy hiếp dâm chắc cái vị quýnh dữ lắm á vậy hả hiếp dâm là giờ nó bằng tội với giết người á à. Thôi cái này là mình nói trẻ cho mọi người nghe vui cho mọi người tâm sự luôn mọi người cũng thấy gì mình hạn chế mình không có khuyên mọi người nên mấy cái điều đó thì chú cũng tự khuyên chú đi nhủ với lòng rằng không có làm bậy bạ không đúng rồi rồi vợ chú sợ con thôi chứ hôm bữa xém dính nhỏ 17 tuổi rồi mày không lo bà cậu hả bởi mà hổng đi sớm mà có chú Hoàng như rước con lại quên ha trời ơi trời con vô trọng rồi con khóc mẹ khóc cha nói với mọi người thì mình sống ngoài mình ráng sống tuân thủ cái pháp luật là được rồi mọi người chú nói con á bây giờ á nếu mà ở á má á là phải thăm thường chứ má mà thương thầm là không có được á má thương thầm lấy gì sống phải thăm thường mới sống má con phải đi thăm thường mới được chứ thương thầm không có được là tình không phải thăm mình gửi đồ vô có đồ ăn á đúng rồi thì không gửi đồ vô là nhịn đói hả kiệt mày thăm chú đó mày không thấy hả là chú kiệt không đi thăm là trống nhịn đói hả bậy người ta cũng cho con ăn uống đàng hoàng nhưng mà có phải mua mì tôm thuốc hút cà phê kem đánh răng sữa tắm chứ dầu gội đâu không lẽ con như mày hút thuốc đi rồi mày không có tiền mua thuốc hút rồi sao không lẽ thì xin ta ai cho xin vậy mà con tưởng là mà dùng mà mình được nhà nước nuôi là nhà nước nó phải nuôi mình toàn bộ chứ trời đất ơi nếu mà nuôi toàn bộ chứ vô trống ở hết luôn quá đúng rồi đúng không dân chơi hoài nếu mà cơm nước ngày ba cử này kia nọ ăn uống rồi lo hết chắc như là vô trống ở hết vô thành cái trại tị nạn luôn quá phải lao động với nghĩa đúng không ra đồng lao động thì dùng sáng mình dậy sớm mình cơm nước mà mình đi làm tới 11 trưa mình vô mình ngủ nghỉ chiều mình làm nữa cũng giống vậy á thì cơm phải nuôi mình chứ vậy con chịu ở ngoài đời này con làm vậy đi ngoài đời rồi mình làm chứ có tiền làm nữa. Ngày 500-300 ngàn ở ngoài đời muốn ăn gì mua ăn không chứ rồi mày muốn hút thuốc gì đó mày mua thuốc mày không mày ngu dữ vậy đâu có ai mà tự nhiên mà chung vô trong đống đừng ngày ăn ba cái cơm trời mà trời
mời mọi người, ai gì ở ngoài mày làm vậy á, một ngày được 500-300 ngàn làm được 10 cứ cơm, còn vô cổng chỉ được có ngày cơm mà, còn mình làm ngày ở trong đó thì ở ngoài thì mình làm được 10 cứ cơm, 500-1000 ngày vậy thôi, còn trống làm ngày nào ngày đó à, chọn nào cũng được thì tao giới thiệu vô cho tao cũng quen cán bộ, nhưng mà mặn chữ món này nha. Mà ở trống nghe bo bo là cái đem cái bo là cái đó là cái gì ta, bo bo cái gì, cái bo là giống như là cái thao của mình vậy đó, không biết nữa trời, là ở trống mình ở ngoài mình ăn chén, vô trống mình ăn thao hả, chứ sao cho ăn chén được, ăn chén mày đập ra chén chén là quýnh lộn rồi, quýnh lạo rồi sao, đâu cho ăn đũa rồi đâu, đọc quá chứ sao, có lý thôi mà thôi đi, giờ định nhắc lại chuyện cũ lắm, chuyện gì qua cho qua. Thì mọi người ơi, thì bữa nay chủ yếu là ăn uống tâm sự mọi người xem số chuyện chơi, sẵn nay có anh hai kìa nè, cái clip rồi thì anh hai không có nói chuyện nhiều, mọi người cũng nói ít, thì bữa nay có ba chú cháu dễ nói chuyện đúng không đó, thì tâm sự được nhiều một xíu thì từ từ mọi người ngại ít thì đồng quen rồi bắt đầu quay rồi cho rồi xong, nãy giờ nói chuyện cả bụm hai ha cái ón mì luôn rồi ăn rồi dạ này đó, mọi người nắm vậy đó, mày nói sao không mần được, tức không ngại làm vậy không á, thì thôi bây giờ thì có gì cũng biết tâm sự gì, nói chung là anh hai kìa cũng không muốn chú nè, để chú tâm sự cho con nghe nó ngắn gọn vậy là con dễ hiểu này. Nói chung ở trong đó là bây giờ cơm thì sống, cá thì tanh, còn canh thì mặn như muối lòi vậy đó, nó tóm gọn là vậy. Cái gì vậy? Cơm thì sống, cá thì tanh, canh thì mặn, canh thì mặn, chặn đường thì bị quánh. Vậy 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 đó, mình đọc lộn mà, kho thì mặn mới đúng, tại mình đã ngược trong đó phải ngược vậy mới được, như mày nấu cháo phải mặn hoặc ngọt, còn nấu mì rồi phải nấu mì nước, anh mì khô, nấu mì khô thành mì nước, mì gió hả, mì gió trong mà ăn mì gió không rồi, mì gói là thiên đường của cá đói mà rồi quá sức vậy. Vậy bữa đi con buồn con dắt thằng bia với lại ví dụ con dịch hay gì đó con vô con học này, con để cho chú ngồi chú tâm sự cho con biết né luôn, ai nói anh ơi đấy, chứ nghe chú nói hồi con quên quá, thúc video luôn. Thiếu à, ăn rồi tâm sự cho mọi người nghe vui chơi mọi người, chứ giờ cũng ăn rồi ăn không cũng chán không mọi người, cục đu đủ thôi, chuyện gì cũng qua rồi, bài mọi người nha, thì thôi thì mình mong mọi người thì cứ đón nhận những cái gì mới mẻ, hoặc là đừng có kiểu sao ta, không biết nói sao, đừng có không biết nói kiểu gì sao đâu, đi sâu vào quá khứ quá ha, không kêu vậy đi ha. Đó thì bữa nay cũng kiện cho anh hai kìa vô quay, thì thấy mọi người cũng comment rất là nhiều, người kêu cho anh hai kìa vô quay, thì kìa cũng cho anh hai kìa vô quay, đó cho anh hai có việc làm này kia mọi người. Chứ bây giờ sao giờ? Cũng biết sao. Thì bữa nay nói chuyện với anh hai xíu đó, có gì tâm sự chút đỉnh. Rồi thôi, mọi người có gì tiếp sau thì mình quay tiếp, mọi người thích thì lúc sau thì kêu anh hai quay những cái tâm sự những cái gì đó quay cho mọi người xem. Còn giờ chắc sẽ dừng video đây nha mọi người, ăn uống nhiều đó mọi người, nếu mà bữa nay nói chuyện chơi, còn giờ chắc dừng video đây nha mọi người. Hẹn còn mọi người muốn chú Kiệt tôi tâm sự thì ngày mai quay cái clip đi, rồi hẹn dừng 3-4 năm gì nữa về quay cái clip tâm sự lại cho bảy không bảy bả. Rồi thôi giờ mình dừng video ở đây, đừng mình đem bia lên cho nghĩa uống nha mọi người. Nghe nói không, hồi nãy có ai điện gì đó. Rồi, chào mọi người nha, hẹn mọi người lại những video sau nha, bye mọi người.